Xin chào quý vị và các bạn. Khi chúng ta dùng bất cứ một cái sản phẩm nào, chắc chắn một điều là kiểu gì nó cũng phát sinh một cái lỗi, hoặc cũng không phải là lỗi. Nó phụ thuộc vào cái khả năng bạn sử dụng, như là bạn đã am hiểu sản phẩm này chưa, hoặc bản thân nó có lỗi thật. Và trong cái quá trình sử dụng K19 Vava thì cũng có những cái điều tương tự như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ tổng hợp cho bạn 7 cái lỗi liên quan đến việc kết nối và sử dụng K19 Vava. Có lẽ tôi sẽ đi theo cái hướng là từ quá trình mà bạn gắn cái cam lên xe rồi đến quá trình mà bạn sử dụng, thì nó sẽ đi theo những từng bước như vậy. Thì như vậy thì bạn sẽ nắm rõ hơn việc lỗi gì mà tôi đã tổng hợp ở đây. Rồi, đầu tiên hãy chú ý đây là mắt cam. Đối diện với vị trí mắt cam sẽ là một vị trí gắn thẻ nhớ. Cái vị trí gắn thẻ nhớ này thì sẽ có hai cái đèn LED. Đèn LED ở bên phải theo hướng bạn nhìn vào sẽ là cái đèn màu xanh, biểu thị cho trạng thái là nó đang hoạt động bình thường. Đèn LED bên cạnh là cái đèn LED sẽ tối đi, nhưng nó sẽ phát sáng khi có một người kết nối vào nó, và ở một thời điểm thì sẽ có chỉ được một người kết nối vào thôi nha. Sẽ có nhiều trường hợp là khi mà có hai người và kết nối vào và bạn nhận được thông báo ở cái máy thứ hai kia là nó không kết nối được, thì trước hết hãy thoát cái tài khoản kia ra đã. Một cái đèn LED nữa là một cái đèn LED màu đỏ. Đèn LED màu đỏ này sẽ thay vị trí đèn LED màu xanh. Có hai trường hợp, ba trường hợp chứ nhỉ. Đầu tiên là bạn bấm chụp hình, thứ hai là bấm quay nhanh, thứ ba là va chạm và rung động. Trong bộ sử dụng thì sẽ có một cái nút chụp hình va va đi theo đấy. Ví dụ như tôi bấm khi tôi bấm, rõ ràng nó không phát ra một tiếng kêu gì, không thể hiện cho trạng thái là chụp hay không chụp, đúng không ạ? Thì lý do đầu tiên là bạn chưa kết nối với nó. Đầu tiên là phải kết nối với nó. Trên này nó cũng có ghi một cái hướng dẫn là hãy giữ nó 5 đến 30 giây, hoặc là cũng thể 10 giây thôi. Đó, tôi không cần phải mở điện thoại ra, tôi cũng phải biết là ở trạng thái nào nhé. Ví dụ khi tôi chỉ bấm một lần, đèn cũng sẽ đỏ lên, chỉ nháy một lần đỏ thôi. Và khi tôi bấm được giữ, khi tôi giữ khoảng 3 giây, đèn sẽ đỏ khoảng 20 giây cho đến khi nó cắt. Quá trình mà nó quay như này, nó sẽ phát sinh một cái lỗi như này, sẽ không có tác dụng gì. Đó là lý do tại sao nhiều người cần lấy một bức hình nhanh thì lại không bấm được. Thì hãy kiểm tra lại là xem lúc đấy là bạn có đang ở chế độ quay phim nhanh hay không. Bây giờ truy cập vào app đi. Khi bạn truy cập, bạn kết nối vào app thì sẽ để ra một cái trường hợp nữa là trường hợp gì ạ? Micro SD slow. Đấy, dịch tạm dịch tiếng Việt là cái thẻ nhớ của bạn nó đã bị chậm. Vậy tại sao nó lại cái thông báo thẻ nhớ bị chậm? Lý do là cái thẻ nhớ của bạn là không phải sản phẩm chính hãng, hoặc là một cái lỗi về thẻ nhớ. Vậy cách đơn giản nhất là bạn đem thẻ nhớ đi thay thôi. Tiếp theo nữa là một cái trường hợp cũng liên quan đến thẻ nhớ này, là trường hợp unsupport, tức là không hỗ trợ thẻ SD vui lòng format, nhưng hãy thay nó bằng cái thẻ U3. Cái lỗi này chỉ xuất hiện khi bạn sử dụng cái cam hành trình 4K VD004 và 2K VD09 ở thời điểm hiện tại. Sau này thì sẽ có thêm nhiều các bản nữa. Khi bạn sử dụng hai cái mã cam này bằng cái thẻ SD U1 thì sẽ hiện ra thông báo này. Vì vậy, để dùng được cái thẻ cho cái hai cái con cam này thì bạn cần phải sử dụng cái thẻ U3. Nó đơn giản, nó cần một cái đường đi vào rất là rộng vì nó chứa rất nhiều dữ liệu. Mà U1 thì nó lại cửa hơi hẹp nên nó nghẽn, thì nó không hỗ trợ. Tôi xin nhắc lại là nó chỉ lỗi này chỉ xuất hiện khi cắm thẻ U1 vào cam 4K và 2K. 5 là mất wifi.
Khi bạn truy cập vào thư mục Wi-Fi, nó sẽ không hiện ra cái tên Wi-Fi Vava như mà bạn từng thấy nữa. Vì lý do là khách quan nào đó liên quan đến, vẫn có thể liên quan đến thẻ nhớ. Thứ hai là lý do bạn bị update, quá trình update bị lỗi, xảy ra xung đột, nó chưa hoàn thành xong ấy, thì nó bị mất wifi. Thì cách này thì xử lý cũng khá đơn giản thôi. Bạn sẽ lấy cái thẻ nhớ ra, format cái thẻ nhớ đấy, lấy một cái file firmware của chính cái phiên bản cam bạn đang sử dụng và nạp lại vào cái thẻ nhớ đó để sử dụng. Thì cái file này ở đâu ra? Thì file này thì chúng tôi sẽ để ở dưới phần đính kèm, hoặc bạn cứ lên trang chủ của Vava hoặc là của Kata để có thể nhận được cái file này. Thứ 6, đổi đơn vị MPH My Changer. Đơn vị này thì không phổ biến ở Việt Nam, thì bạn có thể chuyển sang chế độ đổi sang cái đơn vị Kim Messenger. Cái cách thức đổi đơn vị Mai sang Kim Messenger thì tôi cũng đã làm một video chính xác rồi, nó sẽ đính kèm ở trên để bạn có thể xem được nó. Ngoài ra thì sẽ có một cái lỗi liên quan đến gắn. Trước hết thì hỏi ấy, trả lời luôn là gắn như thế nào. Đầu tiên là phải hiểu cơ cấu của nó đã. Cái phần hít ở chân mày khá chặt nên nhiều người sẽ hơi rén khi mà gắn nó lên. Rồi, khi bạn gắn vào được thì bạn sẽ xoay được. Ở đây sẽ có một cái lẫy, mở cái cam ra thì nó sẽ ở trạng thái mở. Và khi mà bạn gắn đã gắn lên rồi như này thì hãy đóng nó lại. Và đây là cách đơn giản. Bạn có nhìn thấy phần gì đây không ạ? Phần này sẽ giúp bạn gài được cái phần này dây vào đây. Chẳng may nó có rơi thì nó cũng có cái giữ cho bạn như thế này. Đó. Có phần này của tôi thì thông thường tôi hay tháo vào tháo vào, cũng khá là bẩn. Nhưng mỗi lần bẩn thì tôi lại có thể rửa nước và có thể vệ sinh được nó. Đó là điều tuyệt vời ở cái đế hút dính và có keo, và cái chế độ mà trông như cái dạng làm nắp hút như này, rắc chắc và rất bền. Và khi gắn thì nhớ tránh những cái phần nhám trên xe ô tô, ở phần kính chắn gió, rất nhiều các xe trang bị cái phần này. Vậy chốt lại ở đây là gì? Dường như thì các lỗi mà xảy ra hay gặp nhất thì có thể thông thường thì do thẻ nhớ. Vì vậy tôi khuyên bạn nên chọn cái thẻ nhớ chính hãng hoặc là chính từ cái nhà cung cấp chiếc cam cho bạn, để bạn được bảo hành thẻ nhớ đi theo máy. Thứ hai là gì nữa nhỉ? Theo tôi thì bạn cũng nên nâng cấp cái thẻ nhớ nó cao một chút. Tối thiểu với những cái cam quay HD thì cũng phải từ 64, để bạn có một cái thời lượng thời gian nó dài. Hoặc để chống trường hợp mà cái phần emergency, là cái phần mà ghi những video khẩn cấp va chạm, nó bị khóa ở trong đấy, nó sẽ không ghi đè, thì nó dẫn đến là nó bị đầy rất nhiều. Mà khi bị đầy ở đây thì phần loop của bạn sẽ bị giới hạn đi, và nó cũng sẽ bị cuốn nhanh. Và khi nó bị cuốn nhanh thì dường như là thẻ 64 sẽ chỉ còn lại là 16 hoặc là thấp hơn thôi, khi mà bạn lâu ngày bạn không xử lý. Vậy thì cách đơn giản là hãy thỉnh thoảng bạn hãy chăm sóc cho cái thẻ nhớ của bạn, format nó đi, xóa toàn bộ cái phần emergency nếu mà không cần thiết. Đôi khi nó chỉ là những cái video sập ổ gà hoặc là đóng cửa mạnh của bạn thôi. Chắc có lẽ đó là 7 cái trường hợp chính mà chúng ta hay gặp phải nhất khi mà chúng ta sử dụng hành cam hành trình Vava. Vậy chúc quý vị có những cái phút giây mà trải nghiệm và sử dụng gặp ít lỗi nhất có thể. Rồi, xin chào.